Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và chuyên nghiệp hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho đối tượng học sinh sinh viên, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm liên đoàn trực thuộc đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Sở thực hiện việc ký kết với trường đại học không thuộc khối ngành thể dục thể thao. Đối với các vận động viên thì chúng tôi mong muốn là sẽ kết hợp với nhiều trường đại học hơn nữa, nhiều cái lĩnh vực chuyên ngành hơn nữa để làm sao cho các sinh viên là các vận động viên ngoài cái việc nâng cao kiến thức và các sinh viên là các cái phong trào thể dục thể thao ở các trường đại học sẽ phát triển mạnh mẽ. Theo các nội dung chính của hợp tác, hai đơn vị sẽ tích cực phối hợp tổ chức những sân chơi thể thao phong trào dành cho học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố, góp phần tìm kiếm tài năng cung cấp cho các đội tuyển thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh.